Hello anh em nha, hôm nay lên cho anh em một con Sport phong cách 110 RG Sport. Xe này giá rẻ cho anh em đam mê tài chính thấp chơi trải nghiệm là 29 củ năm nha anh em. Có mua có bớt nha, xe thì máy full 52 lòng dên tạo lỗi 120 nha. IC D11 luôn nha anh em. Xe này khách quay đầu nhưng mà còn rất là đẹp nha anh em. Thì cũng được vài món đồ dinh, thì được món gì thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. 0933955401 số duy nhất của mình nha anh em. Rồi, quan trọng là máy 120 lòng dên tạ lưỡi 120 lòng 120 số nổi cộng anh em thấy không? Thì mình mới giờ làm full cục máy lại nha anh em, làm full cục máy lại nha. Đó anh em về chịu khó roda lại cái nha, mình có bảo hành máy móc cho anh em chơi nha. Đó, lốc giữa được sạch sẽ nha anh em. Không có xì miếng nhớt nha anh em. À, niền tăng lan nha anh em. Cam thường niền tăng lan. Phục zin nha anh em, phục zin KB có hai mắt nè, chản ba zin KB. Dàn chân là bao cứng cáp cho anh em luôn nha. Đó, chản ba zin KB đúng zin nha. Thì cục sau cũng cay bê luôn, cục trước cục sau chẳng ba cay bê là cái dàn chân nó cứng rồi, anh em chạy tốc độ cao nó đỡ quăng xe và nó không có sàn lắc nha anh em, nó đỡ cái sàn lắc nha. Nó xì bo phong cách 110, bình xăng Endo rất dép cái là nổi anh em. Đó, bình xăng Endo nha, Miconico lưỡi gà carbon nha anh em, full 120 nha. Đó, cục cái zin cay bê này, nhông xanh dĩa vàng mới thay luôn, xe rất dép cái nổ long tông nha anh em. IC D11, IC 120, lửa 120 có IC bên hông này nha anh em. IC zin nó nằm ở đây nha anh em. IC D11, IC zin nha. Gian ti nổ rất là đều nha anh em. Báo xăng loại tốt luôn nè. Đồng hồ ba kim, rồi ba này anh em cần xe nhưng là cần test cho mình số này nha, 0933955401.